hơn với tất cả những gì anh hùng. Khánh nói khánh quá là miếng máu ba bốn chừng mà như người ngỡ. Xin người giữ chữ đoan trang bằng không thần xin trở dội bất bình, hãy nghe lời ta phân tỏ. Thật là một chuyện cay lòng, đành cam thất lệ. Hiền Khanh, ta muốn thanh phái đoan thề, nếu ta tìm ra bằng cớ. Nè, chẳng những Khanh mất ngôi vị vương phi, còn mang trọng tội chi quân. Tinh hoàng ngữ để cho phép thần được tiêu tận. Cô chị Hiền Khanh, Khanh càng giận thì nét diễm lệ càng làm cho ta ngây ngất. Sở Hiền Khanh, nhìn nhìn nay né qua yêu kiều khiến ta mơ mù lạc vào cung điện, bước chân tới nơi non bồng xa chân hơi hay hằng đến cho lòng ta mơ ước cùng ai tới thiên châu tân. Chớ nói lời ông bướm cướp đùa trăng gió, xin ai bên tâm sớ dân là trai nào đâu phải phong mà hồng để cho người dùng lời bất chiêu. Này này Khanh ơi, hãy mau tân thường khúc nôi vân bài sự thật là kéo dương ơ tôi tình. Sẽ dâng nàng tất cả bao người mơ ước chứng vị dương tiên. Nhớ nên lùa chi thần xin phép đưa kiều từ để phong dương tội hoàng thương cũng ai vui chiều trái lòng sâu hố. Chầm chậm cho ta trút cả tâm tình.